Krabby. Yay, this way. You fat Krabby. Want to keep them? No? No. Yep. That boy. That's the first one. There's another one, that's a good one. Yeah, that's a good fish, yeah. Yep. You want to take a picture? No. Okay, another one. It looks like it's a big one. Another crappie. Không biết con cá này tiếng Việt gọi là cái gì nha. Mà ăn nó ngon. Sắc, what is it? Sắc cái này. Right on. No, no, right there. Good job. Yep, that's a good one. Maybe they didn't get started. It's 4 o'clock? Yeah. So we're a little bit early, huh? So can đi nó là hôm qua, là can đi tầm 4 giờ chiều, là can đi câu khoảng chừng 30 con cá crappie này nè. Thì nãy giờ mình ra đây mình câu từng được 4 con, mà mình ra sớm mới chưa tới 4 giờ, còn mấy phút nữa mới tới 4 giờ. Nên mình nghĩ là sẽ tầm 4 giờ cá sẽ cắn câu nhiều hơn. Trên quẹo vô bên đó là đường dương nhà, cái nhà của bà chồng là bắt đầu từ chỗ đó, cái cổng nó thì đường nó rất dài qua bên đây, và đi xuống trong kia thấy cái tòa nhà đỏ đỏ là chỗ mình ở trong đó đó, rồi đi sâu xuống dưới kia, bữa như có một cái video mà làm về cái mà nướng bánh pudding mà không có cần lò nướng, thì có nói một lần là cái đi thẳng xuống kia là có một con sông nhỏ nhỏ nên nó dẫn ra cái hồ Lake Fork, hồ cái nĩa đó. Đây là cái chỗ mà ba chồng nuôi bò phía trước, thì đây là có hai em bò sừng dài, còn đây là cái đường đi vô nhà, làm đi vô sâu quẹo một hồi mới vô tới đây. Đường nhỏ lắm cho nên là vô tới đây là đường sỏi vậy nè, chứ không có trái nhựa giống như ở Việt Nam mình, giống như mình qua Việt Nam mình vậy đó. Thì đây là mình quay Texas. Thì ba chồng mình lúc trước là nuôi tổng cộng 6-7 con bò vậy đó, nhưng mà bán bớt rồi. Tại vì ba chồng là 86 tuổi rồi cho nên là không có nhiều thời gian chăm sóc, không có chăm sóc nổi, bán bớt rồi giữ lại 3 con, trong đó có một con là cái sừng nó dài nhất luôn. Dạ, mà con sừng dài nhất nó chết rồi. Xuống
mình câu, mình canh đến mặt với cái mé. Đúng là đang nóng, trời nóng quá. Rồi mũi nữa. Mặc dù mình có sức, có mũi mũi vẫn cắn như mình. Đây là đường sỏi nè các bạn, đi cái nó chưa đạo rạo, lạo rạo nha. Mình phải mang đôi bút như vậy, tự nhiên mình đi xuống với cái chỗ, cái bụi rậm đó, nhiều cây đó. Cho nên với lại kiến rồi đủ thứ, cho nên mang bút cho nó chắc ăn. Miền quê thức xác rất là yên tĩnh. Vào giờ này là 4 giờ mấy rồi, 4 giờ mấy chiều rồi. Nhìn trời còn sáng trưng mà giống như mới có 12 giờ trưa. Ok, mình sẽ đi vô xe mình ngồi đây.